Wow, ngon quá. Là con nó làm mày. Những chú thỏ này các bạn ơi, dễ thương quá à. Đấy, chú mèo Mimi cũng muốn đi vào nè. Cho con Mimi vào đi chị. Đây bạn thỏ đen nè. Rất là đáng yêu luôn đúng không Lộc cô te? Bé khéo nha, không thỏ đau đó. Đấy, chú mình gửi cho chúng mình 5 con thỏ luôn để chúng mình nuôi. Đấy, con thỏ trắng nè. Cực kỳ đáng yêu luôn. Đấy. Ừ. Đều giống nhau là màu trắng, màu trắng. Đúng rồi, em có thích thỏ không? Có. Đây là mẹ của em này. Kia là mẹ của em đây. Ê, làm gì vậy? Cho con thỏ nằm. Kiểu nó đau nó đạp đấy. Ngồi vút ve nào thôi. Đáng yêu nhỉ. Nó cứ giấy 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 giấy. Giấy dưa. Đấy, ba chú thỏ này đẹp chưa? Đi nha, mày đi nha. Nha mày đi nha. Ủa anh. Tự nhiên con thỏ này cứng quá. Ôi con thỏ này chảy máu rồi. Con thỏ đấy đang bị thương đấy, em đừng động vào nó đau nhé. Vâng. Ấy đừng động nó đau. Em động nữa mà. Thôi đừng động nữa. Vút ve nó nào. Đừng bế nó không quen là nó đạp đấy. Con này nó kêu. Hey, chú thỏ màu nâu nè, đẹp chưa? Chú mình gửi thỏ cho chị em mình nuôi đấy. Các bạn thấy những chú thỏ nhỏ này có đáng yêu không? Con thỏ con thỏ to đáng yêu chưa này? Thỏ con, thỏ to đáng yêu chưa? Ui, Mimi kìa. Chị ơi, ui, Mimi kìa lên chứ. Ui, mèo Mimi nè. Giúp Mimi một tay. Này có đã xuống được rồi. Ơ, chị Tú đã tới. Em gọi chị Tú vào đây nhé. Chị Tú ơi, vào đây chơi với thỏ này. Là con thỏ đen quá. Trong tất cả các con thỏ này, em Lộc thích nhất là con thỏ nào nào? Con thỏ đen. Vậy à? Thỏ trắng. Thỏ xám. Thế à? Bây giờ em Lộc có thể hát tặng các bạn một bài không? Bài thù diều của đời là hết rồi. Chào tạm biệt các bạn ở video. Bye bye.